ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường, 44 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ, 13 năm tù, Nguyễn Thị Phượng, 36 tuổi, ở thành phố Hải Phòng, 12 năm tù và Mai Ngọc Nhã, 31 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc, 7 năm tù cùng về tội mua bán bộ phận cơ thể người. Theo bản án, năm 2021, Cường có nhu cầu bán một quả thận lấy tiền trả nợ. Quá trình khám sức khỏe, Cường quen Phượng cũng đi bán thận. Sau đó, thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thận, Cường và Phượng cùng làm môi giới mua bán thận cho Nhã, lấy tiền chênh lệch. Từ cuối năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, Cường và Phượng đã thực hiện 9 vụ môi giới bán thận. Nhã thực hiện 5 vụ môi giới bán thận. Tổng số tiền các đối tượng hưởng lợi hơn 2,7 tỷ đồng.